Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục đi làm video đi săn cá cho anh em xem. Hôm qua thì cũng mới làm được em hơn chục ký. Em bây giờ bán được hơn 900. Bán được 950. Hôm nay trời sắp mưa. Nên là tranh thủ trốn việc sang đây săn em chấm đen này. Bên này có một em chấm đen này, để dành khá lâu rồi. Hôm nay tiện có đứa bạn vào ghép bơ cho. Thế vậy có anh em mới ở Sài Gòn về, đi qua khử em chấm đen này về làm bữa. Đấy, anh em chờ xem nhé. Khi xem clip này thì có thể có một số anh em rất thắc mắc là có mấy lần mình giơ lên vào đầu nhưng không bắn. Thì ra bắn cá nó không phải đơn giản bây giờ là bắn chim đâu anh em. Đây mình tháo ra mình cho anh em xem cái góc mình đứng bắn. Đây đứng lâu lắm rồi đây. Đứng im một chỗ lâu lắm rồi mới không bị phát hiện đây. Không bị phát hiện thì nó mới vào. Vào đây nó ngớp đây. Đây góc mình đừng bắn đây. Bắn cá gì kia. Đây cái nòng đi qua rất là nhiều cành cây đây. Nên mình phải căn. Căn làm sao mà đường đạn. Đường đạn vì ông ngắm. Đi ông ngắm có thể mắc nhưng đường đạn không được mắc cây này.
Bây giờ mình sẽ xuống vớt cho anh em xem. Con này chết hẳn rồi. Không biết là to hay nhỏ nữa, tại vì bóng nước thôi. Nhìn chỉ thấy màu đen thôi. Để anh em chờ xem mình vớt nhé. Đây con cá chết ở trong bụi này. Mình định lắp vào ống quay này, mình quay cảnh vớt cho anh em xem, nhưng mà một mình khó quá. Nên là bây giờ mình xuống vớt, vớt lên thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đây lên hàng như vậy nhé. To phết. Hồ sâu quá nên là mình vớt hơi lâu. Sâu hồ này cách là hơn 4 mét nước. Lặn xuống u tay mình thấy. Đây, to, dài. Hơi như này cũng được rồi. Bớt được tiền mua đồ ăn mấy ngày rồi. Đợi tí nữa mình lên trên này. Trên này còn một cái hồ nữa. Và cá nổi mình sẽ tiếp tục quay cho anh em xem. Anh em chờ nhé.